tình trạng rác thải trên các tuyến đường đèo vẫn diễn biến và chưa có hướng xử lý kịp thời. Và đây cũng là vấn đề phản ánh mà đường dây nóng Alo V9 đã nhận được trong những ngày vừa qua. Vâng, và trong đó thì khán giả có nhắc nhiều đến tuyến đường nối hai thành phố du lịch nổi tiếng đó là Nha Trang và Đà Lạt. Đoạn qua đèo Khánh Lê đang tràn ngập rác thải, bốc mùi hôi thối, rất gây mỹ quan. Trên tuyến quốc lộ 27C thì đèo Khánh Lê dài khoảng 30 km nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng. Đường đèo này thì được nâng cấp sửa chữa êm thuận và dọc hai bên đường là nhiều trạng thái rừng hỗn giao kết hợp với các thác nước cao rất đẹp. Thế nhưng hiện nay, người tham gia giao thông thì lại chỉ thấy toàn là những hình ảnh xấu xí. Đó là rác thải sinh hoạt được vứt bừa bãi khắp nơi gây ô nhiễm môi trường. Vâng, đèo Khánh Lê là một đoạn đèo rất là đẹp và hiểm trở. Thế nhưng mà thực trạng thấy rõ ở đây vào thời điểm này đó là khối lượng rác thải sinh hoạt rất lớn đang xuất hiện tại đây. Và câu hỏi mà nhiều người dân xung quanh khu vực cũng như là các du khách khi mà đến đây thường đặt ra đó là lượng rác thải đó thì được phát sinh từ đâu? Dạ, và để trả lời cho câu hỏi này thì phóng viên Alo V9 đã nhiều lần thị sát tuyến đường này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đoàn khách có khá nhiều người nước ngoài này sau khi dừng chân ở thành phố biển Nha Trang đã quyết định đến thành phố Đà Lạt thông qua đường đèo Khánh Lê. Khi đến điểm giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, đoàn khách dừng chân để hít thở khí trời và lắp ráp xe đạp địa hình nhằm chinh phục đoạn đường đèo tuyệt đẹp còn lại. Nơi dừng chân tạm thời này, cây rừng xanh tốt, lòng lề đường cũng khá rộng rãi. Thế nhưng không khí thì ngột ngạt bởi mùi xú uế và rác thải sinh hoạt bốc lên. Đây thì thực sự cảnh đẹp thì không còn phải nói rồi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nữa thì hơi bị ngại ở chỗ đây là chỉ vì là rác xung quanh đây nó nhiều quá, với lại cái mùi tanh, mùi hôi á, thì đâm ra mình lỡ ngừng rồi. Thì nếu mà không lỡ mình biết trước điều này thì mình sẽ không ngừng ở đây. Từ đỉnh đèo Khánh Lê di chuyển về hướng thành phố biển Nha Trang có nhiều vị trí tràn ngập rác thải. Cụ thể như tại km 59 gần với điểm sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào tháng 11 năm 2023, có rất nhiều chai nhựa, lưu hũ đựng thức ăn thừa bị vứt bỏ. Khối lượng rác thải sinh hoạt quá lớn khiến nhiều người dân phải lên tiếng để bảo vệ môi trường. Trong lề đường rồi tổ chức ăn uống xả rác thì cái đó nó cũng dở thiệt. Cái đó là nói chung là nếu mọi người mà ý thức được á, cũng như ở nhà thì hầu như là nó sạch sẽ lắm đó. Mình đi du lịch thì mình cũng nên văn minh một tí về cái việc mà xả rác, hay là nếu như mình mà có đem chai nhựa hay là gì mình lên theo để trên cái chuyến hành trình mình đi á, thì mình có thể để lại trên xe, mình tới sọt rác mình vứt. Di chuyển gần hết đèo Khánh Lê về hướng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng có một đoạn đầy rác nhựa. Rác thải ở đây chủ yếu là áo chơi mưa sử dụng một lần. Có lẽ trên đỉnh đèo Khánh Lê trời thường mưa và lạnh nên người tham gia giao thông và du khách trang bị để ứng phó với kiểu thời tiết bất thường này. Và khi đến hết đèo, thời tiết nắng ấm, áo mưa hết công dụng liền bị vứt bỏ bừa bãi ven đường. Những hình ảnh trong phóng sự vừa rồi cũng cho thấy là tại những vị trí có nhiều rác thải cũng đã có biển báo là cấm đổ rác. Tuy nhiên thiếu người giám sát nên ngay tại nơi đặt biển cấm thì vẫn có nhiều lớp rác cũ mới chồng chất lên nhau. Và tình trạng này không được ngăn chặn kịp thời thì không chỉ môi trường bị tác động xấu mà hình ảnh của hai thành phố du lịch nổi tiếng là Nha Trang và Đà Lạt cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả đã gửi những phản ánh đến cho đường dây nóng Alo V9 và số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0389 247 247 sẽ tiếp tục ghi nhận những cuộc gọi của khán giả gọi đến.